bạn trai giới thiệu lớn lên cho bạn gái bên này biết. Dạ chào chị Cát Tường, em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Văn Lâm, năm nay 35 tuổi, quê em ở Hà Tĩnh, nhà em ở Gia Lai và hiện đang làm việc ở Bình Dương. Em đang phiên dịch tiếng Hoa ở xưởng. Giới thiệu với em, đây là nhà hàng, là nhà hàng của người Hoa luôn. Đâu giờ em giới thiệu thử một câu tiếng Hoa về bản thân mình chị nghe thử coi. Ủa chưa chị chưa sao ý sao của sư đoàn hoàn lín của chín thên tị sư lại chưa bên. Là gì? Nghĩa là em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Văn Lâm và lần đầu tiên em đến ở đây. À, rồi mời bạn gái giới thiệu. Chào chị Cát Tường, chào chương trình, chào bạn trai bên kia. Em tên là Nguyễn Thanh Thúy, năm nay em 34 tuổi. Hiện em đang sinh sống và làm việc ở Bình Dương. Ừ, vậy hả? Bình dạ. Dương luôn hả? Bình Dương dạ. Đoạn nào? Coi có gần anh này không? Dạ, em ở dưới thị xã chị, ở xã Vĩnh Tân á chị. Dạ, em ở thị xã Tân Uyên. Dạ, lại gần nhau anh gần ơi. Gần nhau đúng không? Dạ. Mình đang làm công việc gì? Dạ, em làm kế toán chị. Nhà đông anh chị em không? Dạ, nhà em có bốn anh chị em. Có gia đình hết chưa? Dạ, có hết, còn em còn chưa. Còn mình chị. Em phải không? Dạ. Mới 34 tuổi là tôi biết, còn có mình anh à. Rồi ở nhà có hối dữ lắm không? Dạ, có chị. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em vui tính, hòa đồng. Và điểm yếu thì là em nấu ăn thì không được ngon cho lắm. Chủ yếu là biết nấu ăn là món luộc là chính rồi. Và luộc trứng là món chính. Chắc dạ. Sống với ba mẹ là ba mẹ làm hết chứ gì. Dạ đúng rồi chị. Bởi vì vậy. Rồi nhưng mà mình có dọn dẹp phòng ốc, nhà cửa gì không hay là mẹ luôn? Dạ mấy cái đó thì là em đi làm thì cuối tuần là em sẽ chịu trách nhiệm về phần đó. À, dọn dẹp nhà chịu cửa. Chịu trách nhiệm hả? Rồi mình có cái khuyết điểm gì nữa không? Em thì hơi khó tính một tí. Với lại nóng tính nữa chị. Mấy cô chưa chồng đó là khó tính đó đúng không? Em có nghĩ vậy không? Tại vì cái bản tánh của mình nó vậy rồi chứ không phải chưa chồng là nó khó đâu chị. Khó từ hồi trẻ luôn đó hả? Dạ. Okay, về điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, có cái đặc biệt gì nữa không? Quạt bát, nhanh nhẹn nữa chị. Thôi vậy được rồi. Thế còn mình? Điểm yếu của em là kém về bên văn nghệ. Với bình thường hơi trầm một tí nhưng mà khi vui là rất là vui. Điểm mạnh của em là biết nấu ăn và sống tình cảm, sống có trách nhiệm và dễ hòa đồng, dễ gần. Mình có tật xấu gì không em? Tật xấu thì em nghĩ là chắc do sống mình sống vui với bạn bè nên là nhiều khi ví dụ như có một cái cuộc gì đó mà vui thì mình hay vui hết mình. Chơi là chơi tới luôn á phải không? Chơi quên đường về luôn á phải không? Vẫn nhớ đường về chứ chị. Thế về tình trường thì sao? Dạ tình trường thì em trải qua 3 mối tình, mới đây nhất là cách khoảng 3 năm. Mối tình này thì quen có được 2-3 tháng. Rồi sao chia tay? Dạ vì hồi đó em ở Gia Lai và bạn ấy ở dưới Bình Dương nên hai người nói chung bạn ấy cần một người ở gần mình hơn. Cho nên chắc có lẽ chị hiểu tại sao là chương trình lại ghép đôi hai bạn, chắc là lại gần nhau. Đẹp trai cao ráo mà có 3 mối tình thôi hả? Trong chuyện tình cảm em nó lận đận nên là nó chỉ vậy thôi. Có nhiều phụ nữ theo không? Dạ cái đó em không biết. Có bạn trai để ý mình không? Cái đó không có. Chứ tôi thấy cái style này là mấy anh cũng mê lắm nè. Không có chị ơi. Em ở trên Gia Lai mà con trai thích con trai nó ít lắm. À vậy hả? Vậy từ hồi xuống dưới Bình Dương? Ông thành phố thì bảo con trai thích con trai chắc nhiều. Bình Dương thì không, em không có ai. Không có ai. Là hiện tại giờ là ở không 3 năm nay rồi. Vẫn có tìm hiểu một vài mối tình nhưng mà nó không thấy hợp thì nên hai người không tìm hiểu nữa. Thế còn em gái tình trường của mình sao? Dạ em từ đó tới giờ thì chưa có tình trường nào hết vậy. Chưa được mối tình cái nào gì? Hết. Cái gì? 34 tuổi luôn không có mối tình nào? Dạ. Lý do? Em cũng không biết lý do sao nhưng mà em quen không có được, giống như là không hợp sao chị. Mà có quen không? Ngắn ngắn cũng được, có mối tình nào ngắn ngắn chưa? Người ta có để ý thôi mà chưa có phải là tỏ tình chính thức nên chưa gọi là mối tình đâu chị. Có nghĩa là người ta không có tỏ tình với em? Dạ, ta chỉ để ý mình vậy thôi. Mà em có để ý ai không? Dạ chưa. Dạ chưa. Sao em không để ý ai rồi mình tấn công đại luôn, mình tỏ tình luôn? Tại em mới để ý cái người ta bỏ người ta chạy hết trơn. Em làm gì người ta mà mới để ý mà người ta bỏ người ta chạy? Vậy em chưa làm gì luôn á. Mới nhìn em thôi là họ chạy rồi. Mà em làm sao em biết người ta để ý mình? Người ta sẽ nhìn mình hoa là bằng ánh mắt chứ chị. Mình thấy mình cũng biết. Có ai quan tâm chăm sóc em gì đặc biệt hơn xíu chưa? Có lần là cái anh đó có hỏi thăm qua lại. Có nhắn tin hỏi thăm qua lại, điện thoại qua lại. Xong cái hôm đó em cũng hơi bệnh, cái anh nói bị sao, nói bị cảm, cái anh mua thuốc cho uống. Ừ đó mà sao không tiến tới, không được. Không có sao, cái xong giờ anh đó mời đám cưới luôn. Nghe bạn gái chia sẻ em thấy sao? Không, em thấy bảo tự nhiên anh ấy cưới luôn nên em thấy buồn cười thôi. Rồi sao mà em nói sao, em làm gì mà em nói người ta nhìn thấy em cái là người ta chạy? Không biết sao chứ cái anh cũng có một người khác nữa. Cái mà nói trực tiếp với cái chị giới thiệu á, nói
nhịn bé đó dữ quá. Thôi em cũng không biết sao luôn. Này em có thấy em dữ gì không? Dạ không, em thấy em hiền lắm chị. Chị thấy em có dữ không? Nhìn nhìn thôi mà thấy em dữ rồi đó. Không, tại vì phụ nữ nhìn phụ nữ nhận xét không có đúng. Thôi để lát nữa mở tấm màn ra rồi để bạn trai nhìn em coi có thấy em dữ không nha. Dạ. Rồi thế bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ em muốn bạn trai là phải cao 1m7 trở lên, người vui vẻ, hoạt bát, người phải biết hát. Mà em không biết hát. Chị nghe không biết hát bắt người ta biết hát. Dạ chị hát thì phải hát cho em là không biết hát thì người bạn em phải biết hát, hát cho em nghe. Thì lát với lại kêu... tối hát nghe. Trời tối gọi là điện thoại hát em ơi, tối chị. Hát chi em ơi. Gọi điện thoại hát nghe chị, vui lắm. Gọi điện thoại hát nghe nữa hả? Dạ. Vậy chắc u em lạ quá cho nên mấy anh kia anh biết anh sợ anh chạy nè. Chứ không phải là do là nhìn em mà giữ mà người ta chạy đâu. Mặt hiền khô giữ gì đâu. Đâu đưa mấy cái hình em coi coi. Rồi. Tìm đi, cổ ở trọng đó, coi coi cô nào nhìn dữ chạy luôn đó. Còn em nhìn... muốn tìm một mẫu người anh... bạn gái như thế nào em nói đi. Anh nhìn bạn nào mà dữ nhất á Nhân Anh. Dữ nhất hả? Dạ đúng rồi. Thế trong này nè, cô nào cũng xinh mà. Bốn anh này có một anh đó, tìm đi. Đoán đi. Em cho gợi ý em ơi. Cho ảnh một cái gợi ý coi nè. Mặc quần đen áo dài tím anh. Rồi. Em gợi ý khôn quá. Vậy anh cho em gợi ý bên đây đi. Em mới tìm ra được. Người hơi cao một chút. Anh đừng nói mà ấu khung nha anh. Bốn anh nào cũng thung. Anh ơi, ở trong đây cái hình bốn người này có người nào khác biệt nhất hả anh? Nhìn vô mà chạy liền hả? Sao tôi nhìn không ra cổ luôn ta? Rồi tìm ra chưa? Hết giờ rồi nè. Đâu? Cổ đâu? Chắc là... Cô nào? Cô này. Rồi giữ nguyên đó nha. Giữ nguyên hiện trường đó đi để tôi mở ra tôi mới biết được. Rồi bên đây đón ra chưa? Anh em nào? Đón anh này. Anh đó hả? Rồi giữ nguyên hiện trường nha. Tôi phạt cặp đôi này nè. 1, 2, 3. Mở cửa trái tim. Tự suy nghĩ hình phạt cho đối phương đi. Chào. Chào em. Đâu? Em đón anh nào đưa cho anh coi. Dạ em đón anh này đúng không anh? Rồi bây giờ em thấy đúng không? Không, anh cũng ở một bên cạnh nhưng mà bên kia. Bên trái. Rồi bây giờ em đón cô nào em đưa cho cổ coi đi. Đúng không? Dạ đúng rồi, anh hay hiệp. Hay luôn hả? Dạ. Chị nhìn thì tưởng cô này vậy em. Sao đón... anh đón đúng hay vậy anh? Đón đúng hay vậy? Sao anh đón đúng hay vậy? Vậy là chị đúng rồi, đúng rồi. Thì anh, là em giữ anh nhất cầm đó, lên tay này nên anh đoán cô này luôn. Cô đó đâu có giữ nhất đâu. Em chọn đâu phải tiêu chí giữ nhất đúng không? Dạ thấy, em thấy cũng xinh. Bây giờ phạt cổ gì đây? Nhường phụ nữ để tự chọn. Tự chọn hình phạt cho mình đi. Dạ thôi mình để lần sau nếu mình có cơ hội mình sẽ phạt sao hết anh ha. Cái kiểu mà gian đó, bởi vậy là ế đó, thiệt tình. Thế là đó. Em chọn cách đấy khôn quá. Dạ mình chọn đi em. Cô này cũng không biết hát, phạt cổ hát một đoạn. Dạ em hát nếu mà giỏi quá cái đó anh mới gọi chơi là nha. Phạt. Rồi dạ. Hát dở phải chê chứ. Mời em. Cháu lên bà cho vô mau dao, cầu hương cháu vì cháu không khóc nhè. Dạ hết rồi. Thôi tặng hoa cổ đi. Cũng có cố gắng. À, anh có tặng hoa trái tim. Bộ hoa tặng em. Dạ thì rồi em cảm thích. Ơn anh nha. Dạ em cũng có một món quà để tặng anh. Anh cảm ơn. Dạ rồi. Trẻ đó, 34 tuổi vậy là trẻ đó. Cảm giác đầu tiên của mình khi mở cánh cửa trái tim này ra. Hôm nay nhìn thấy anh qua khung tim này thì em có cảm nhận như thế nào? Em rất là ngạc nhiên. Ngạc nhiên? Sao dạ. Ngạc nhiên vụ gì? Tại vì xanh nhìn trong hình với lại ở ngoài stylist trong hình style hơn á chị. Ở ngoài anh cũng style mà. Hai tại vô hình chị. Rồi gì nữa? Dạ em cũng biết nói gì bối rối quá. Em thỏa mãn hay không? Theo em mãn. Cảm nhận thì thấy được khoảng bao nhiêu, đáp ứng được khoảng bao nhiêu nhu cầu của em? Có một cái là anh không có thôi, là anh không biết hát thôi à. Còn những cái kia em thấy là phù hợp với em. Thì anh giới thiệu là điểm yếu của anh là hạn chế về văn nghệ mà. Dạ. Thì văn nghệ cũng cỡ em thôi, đâu có thằng nào tệ hơn em được. Dạ hát chắc cả làng bỏ trốn quá. Thôi được rồi, bây giờ sẽ tạo điều kiện thêm cho hai bạn trò chuyện riêng với nhau. Một chút xíu nữa thì chị Tường sẽ đi sâu hơn vào cái cuộc trò chuyện này. Mời hai bạn thưởng thức bồ câu quay nè, thịt nai tiêu đen sốt kem nè, tôm hoàng kim sốt chanh, cơm chiên thịt cua sốt cải. Wow, bốn món ăn hòa quyện ha, trưng bày rất là đẹp mắt thấy không? Bây giờ hai bạn vừa ăn trưa, vừa trò chuyện với nhau, tâm sự tìm hiểu nha. Nhớ đừng để người ta chạy nha.
Dần này là dây cột lại chị. Cột lại phải không? Rồi dạ, để chị ra chị kiếm dây. Rồi mời hai bạn ăn trưa ngon miệng. Mời chị. Tự nhiên nha. Mời em. Dạ dạ. Ủa anh xuống với Bình Dương bao lâu rồi anh? Nói chung là đi xuống Bình Dương này thì anh cũng xuống về về suốt. Vậy hả? Đi về vậy hả? Rồi anh có hay lên ở, anh bây giờ đang ở đâu ở Bình Dương? Anh hiện tại anh ở chỗ Tân Uyên. Tân Uyên mà chỗ nào, xã nào? Ở Khánh Bình. Khánh Bình. Cây xăng Kim Hằng em biết không? Dạ biết. Biết cho đó. Cũng gần đó. Anh làm ở đó luôn hả? Công ty đó luôn hả? Công ty cách đó khoảng một cây. Mà anh làm ở đó lâu chưa? Làm đó cũng mới, anh mới xuống mà. Mới xuống hả? À, vậy hả? Còn em làm đó lâu chưa? Em làm đây cả chục, hơn cả chục năm rồi. Em quê ở đó luôn mà, làm cũng gần nhà. Ủa vậy anh ở trọ đó hả? Ừ, trọ ở đó. Ủa mà anh học tiếng Hoa đó khó không? Tiếng Hoa thì nói chung nói thì cũng không khó lắm. Nói thôi chứ có viết không? Viết anh viết được một ít. Anh phiên dịch luôn hả? Phiên dịch ở xưởng, đa số là nói nhiều. Ồ, chủ quản của anh cũng là người Trung Quốc luôn? Chủ quản thì người Đài Loan. Em chắc nấu cơm ngon nhỉ? Dạ, nãy em nói là em nấu cho miếng luộc thôi anh. Mà luộc thì tốt cho sức khỏe lắm á. Không có ăn nhiều dầu mỡ. Hôm nào nấu anh ăn bữa. Anh chịu ăn đồ luộc không? Anh nghĩ là em nấu chắc là ngon. Anh nghĩ thôi chứ anh sẽ hết hồn á. Không, nhiều người thường người ta bảo nấu không ngon nhưng mà thật ra là rất là ngon á. Không có đâu anh, ngược lại đó, em có sao là em nói vậy á. Em người thật thà mà, món luộc là món chính á. Nhưng mà khoản này anh không tin vội được. Không tin nổi hả? Không tin vội. Sao anh không tin tưởng em gì hết vậy? Thì em phải chứng minh đi. Vậy bữa nào đi, em luộc cho anh ăn. Ăn ngon rồi. Đồ ăn ngon không? Dạ ngon chị. Dạ ngon. Mà lo tâm sự nhiều hơn lo ăn đúng không? Cái cơ hội bữa nay mà đừng bỏ chạy mà chị. À nãy giờ có buộc được chưa? Chị đi kiếm hoài luôn mà không ra sợi dây. Vậy chắc bích cửa quá chị. Mình lại mình đóng cửa đi. À đóng cửa ra luôn hả? Dạ. Sao cô gái dễ thương vậy mà bữa giờ đó giờ 3-4 năm không ai phát hiện ra ta. Không phải đóng cửa đâu em. Anh có đi đâu đâu mà đóng cửa. Sợ anh chạy đó. Không chạy đâu. Gần nhau quá mà tiện giờ mình tìm hiểu nhau kỹ hơn xíu. Ủa mà sao em lại là biết tiếng Hoa? Em học tiếng Hoa từ khi nào? Em có học xong rồi em lại đi xuất khẩu lao động Đài Loan với Singapore. Đi được bao lâu? Qua Đài Loan 6 năm, xong về xuống Sài Gòn, Bình Dương làm rồi lại về lại đi Singapore. À, rồi đã đi Singapore bao lâu? Singapore em đi được có hơn 1 năm. Phải biết tiếng Anh không? Tiếng Anh thì biết sơ sơ thôi. Chà, về cũng phải có mới vốn mà nha. Giờ đủ điều kiện lấy vợ chưa? Mấy năm đi bên kia thì em về gửi tiền về thì cho bố mẹ xây nhà cửa, mua đất đồ. Ừ, có nhà cửa, có đất nữa hả? Giờ thì nói chung em chưa có gì. Chưa có gì, có nhà cửa cho bố mẹ là báo. Thì em đang ở Bình Dương mà. Ừ, mình lo cho mẹ, ba mẹ xong xuôi rồi mình mới có tập trung vô mình lo cho vợ con. Nhưng mà nếu vậy thì bây giờ nếu lấy vợ thì sao ở đâu? Nói chung em cũng vẫn muốn làm ở Bình Dương này. Nếu sau này bố mẹ em già có lẽ em sẽ về ở quê. Về Gia Lai. Cái chuyện già còn xa lắm. Đương nhiên vợ em ở với em tới đó rồi, đương nhiên phải đi theo em rồi. 6 năm trời ở bên nước ngoài có quen bạn gái bên đâu? Dạ, 6 năm bên đó cũng có quen một cô quê ở ngoài Hà Nội. Rồi sao? Nhưng mà sau em bị đá. Ủa sao nãy lúc hỏi tình duyên không kể vụ đó? Dạ, em nói tình duyên em lận đận. Lận đận trong đó có vụ đá trong á. Thí dụ giờ cô bắt rễ được không? Em không thích ở rễ. Sao vậy? Ba mẹ vợ cưng lắm luôn. Ở gần thì được nhưng mà em không thích ở rễ. Thật sự ra mình có những mối quan hệ bạn bè mà nhiều khi về cái ví dụ ở với bố mẹ thì bố mẹ lớn tuổi nó sẽ không được thoải mái lắm. Anh vậy ở kế được mà. Ở kế thì được. Okay. Ở gần là được. Được. Với cả anh với bố không mẹ ở anh chung thì nhưng cũng, mà ở kế à? Anh cũng không muốn ở chung. Ngày mai mốt có về Gia Lai cũng không ở chung. Ý là mình ở gần thôi. Ở gần thôi. Cho nó chăm sóc sớm hơn thì được. Hai vợ chồng có trẻ mà có cái không khí nó khác. Chị thấy cái mặt em cũng có vẻ thích không gian riêng hơn đúng không? À, trên tay chị là những cái yêu cầu của chương trình giúp cho hai bạn có thể tìm hiểu nhau nhiều hơn hoặc là có gì đó qua lại cho nó vui vui.
bóc một lá đi rồi đọc lớn lên yêu cầu trong đó. Xin phép nắm tay người đối diện và nói cảm nhận. Xin phép em cho anh nắm tay em cả. Nắm tay nó khác bắt tay nha. Nắm tay nó khác bắt tay. Thế để anh nắm lại. Em thả ra anh nắm lại. Sao anh run vậy anh? Run hả? Anh không biết nữa. Cảm làm lại không anh? Cô nói quá, ta chạy bây giờ. Im lặng và cảm nhận nè. Nhìn nhau 30 giây nè. Nói thật đi anh. Thấy anh run hả? Anh thấy bình thường mà. Vậy anh nói thật đi, cảm nhận về anh như nào? Thấy nó rất là ấm áp. Còn em? Thì em thấy anh run và anh lạnh lắm chị. Chị cầm tay em coi xem. Đúng không? Tay này, tay này bị hơi bị phong thấp, hơi ướt nên nó lạnh. Chứ không phải run, dù khi cái tay ta vậy á, dù khi là ăn giò gà nhiều quá. Đúng rồi, tay hơi lạnh thiệt. Phải hơi lạnh. Rồi, mời em. Yêu cầu hai bạn ôm nhau trong 30 giây rồi nói cảm nhận. Trời, cái cặp này sướng quá trời, gì nắm tay rồi ôm nhau quá trời cái này, kể xấu nhau rồi không bóc. Chứ nè, đọc cho kỹ, không phải là cài hàng ôm nhau nắm tay đâu nha. Mà tại hai người là có duyên đó, có sự va chạm. Rồi mời bạn trai qua đây đi, chứ không lẽ để bạn gái qua đây cũng kỳ. Ôm nhau 30 giây, ôm nhau nha. Hiểu cái từ ôm nhau không? Mình là có kinh nghiệm nè, ta chưa có được trai đụng vô bao giờ. Em chưa biết gì hết. Đó. Vậy gì sao? Vậy? Ôm nhau mà trời ơi. Không, nghĩ là để cái này là bên phần bạn nữ mà. Nên để cho bạn ấy thực hiện. À. Còn giờ em sang mà là ôm là em phải không? Em là người ôm em. Ừ, kệ đi em. 30 giây cảm nhận. Đủ 30 giây chưa chị? Chưa, sát vô, bớt nói. Tôi không có nhìn đâu. Ôm chặt chặt đi. Được gì chưa? Dạ rồi. Dạ ai rung? Dạ nãy anh rung mà giờ em rung. Anh ấm hơn lúc cầm tay chị ơi. À, người anh nắm, tay dạ, anh lạnh. Dạ đúng rồi. Tay anh lạnh nhưng người anh nắm. Em thấy tim em đập rung quá. Vô đây bắt nhịp tim coi. Bình thường không chị? Hy vọng lần tới tôi bắt nhịp của em là nó có hai nhịp đập. Hiểu không, hiểu không? Dạ hiểu. Hiểu rồi, trời ơi, 34 tuổi sao không hiểu được. Em cảm nhận sao với cái ôm của cô gái này? Nói chung là em cảm thấy rất là vui, rất hạnh phúc. Thật ra chị Tường giỡn để cho hai em vui á, để cho thoải mái. Thật ra đó là những cái mà chương trình cũng muốn tạo điều kiện để cho hai em có những cái trao đổi, có những cái tiếp xúc để mình cảm nhận được nhau. Bởi vì sau cái ôm này là đến cái thời khắc quan trọng nhất. Thật sự có rung động thì mới bấm nút. Không phải bấm nút về lịch sự. Bấm nút là để mình tìm kiếm một nửa yêu thương của mình, để mình tìm hiểu và tiến tới lâu dài. Nhắm mắt lại đi hai bạn. 1 2 3 Hết thời gian. Hai bạn đều bấm rất chậm, nhưng mà cùng một nhịp. Thường ta bấm hấp tấp lắm, 1, 2, 2 rưỡi là bấm rồi, 3 rồi làm tôi hơi bị thót tim, không thấy ai bấm cả. Nhưng mà hai cái tiếng bấm cùng nhau hòa chung một cái nhịp, đây có lẽ là tín hiệu mừng chăng. Chúc mừng hai bạn. Mời hai bạn qua đứng bên đây. Trước tiên là nắm tay nhau, tặng cho nhau một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày chúng ta gặp gỡ tại chương trình Hẹn Ăn Trưa. Anh xin phép. Dạ rồi. Trời ơi, nụ hôn mà nó nồng nàn, nó nhìn trời ơi, nó dễ thương gì đâu luôn á.